Bộ Y tế vừa đề nghị chính phủ chỉ đạo dừng tổ chức và hạn chế các chuyến bay từ quốc gia có biến thể của virus corona mới. Theo Bộ Y tế, kết quả xét nghiệm các ca mắc COVID-19 trên chuyến bay từ Anh về Cần Thơ vào ngày 22 tháng 12 đã phát hiện biến thể của virus mới. Theo tờ trình, Bộ Y tế cho biết thời gian gần đây, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Ngày 18 tháng 12 năm 2020, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã thông báo ghi nhận biến thể mới của biến thể virus corona tại Anh, với khả năng lây truyền tăng hơn 70% so với các chủng trước đây. Cho đến nay, có khoảng 35 quốc gia có ghi nhận bệnh nhân nhiễm chủng biến thể này với số lượng khác nhau. Phần lớn là bệnh nhân xâm nhập từ Anh và Nam Phi, hai quốc gia đầu tiên ghi nhận chủng biến thể này. Hiện nay đã có hơn 40 quốc gia đưa ra lệnh hạn chế nhập cảnh, đóng cửa biên giới, cấm các chuyến bay đến và đi từ Anh và các quốc gia có ghi nhận biến thể mới của virus corona. Liên quan đến trường hợp người đàn ông 65 tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2, ngày hôm qua, sau khi thực hiện hai xét nghiệm và cho kết luận âm tính, Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có buổi làm việc với bệnh viện Quân y 7A để nâng cao hiệu quả xét nghiệm với virus SARS-CoV-2. Theo báo cáo của Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh gửi Bộ Y tế, ngay chiều qua, Viện Pasteur đã cử đội chuyên môn đánh giá phòng xét nghiệm sang bệnh viện Quân y 7A để rà soát lại toàn bộ quy trình, kết quả xét nghiệm, biện giải và đã có những chấn chỉnh, hướng dẫn để đảm bảo kết quả tốt hơn trong thời gian tới. Viện cũng khẳng định, từ các thông tin dịch tễ, lâm sàng và xét nghiệm đến thời điểm hiện tại, bệnh nhân được xác định chưa nhiễm SARS-CoV-2. Trước đó, ngay sau khi Bệnh viện Quân y 7A báo cáo xét nghiệm về trường hợp nghi ngờ trên, các đơn vị liên quan đã triển khai toàn bộ hoạt động đánh giá dịch tễ, lâm sàng, xét nghiệm và xem đây như một ổ dịch để xử lý. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố và Bệnh viện xác định các F1 theo quy định. Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh tiến hành lấy mẫu của bệnh viện 7A và trực tiếp lấy mẫu từ bệnh nhân để xét nghiệm và cho kết quả âm tính, kể cả xét nghiệm kháng thể cũng cho kết quả âm tính. Các tổ chốt phòng chống dịch COVID-19 của đồn biên phòng Bảo Lâm, Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã liên tục phát hiện nhiều công dân nhập cảnh trái phép. Vào hồi 3 giờ sáng nay tại khu vực mốc 1126 thuộc thôn Nà Pàn, tổ công tác đồn biên phòng Bảo Lâm phát hiện 10 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam. Số công dân này đã xuất cảnh trái phép sang làm thuê tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc từ các năm 2018 và 2019. Trước đó, trong các ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 1 năm 2021, đơn vị đã phát hiện 33 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam qua địa bàn. Các trường hợp trên, đồn biên phòng Bảo Lâm đã tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết, thực hiện đúng công tác phòng dịch COVID-19 và bàn giao cho cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật. Trước thực trạng dịch tả lợn châu Phi đang có nhiều diễn biến phức tạp ở một số tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép nhập khẩu thịt lợn, lợn giống và lợn sống, những ngày gần đây tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, các ngành chức năng đang triển khai các giải pháp nhằm kiểm soát lợn nhập khẩu cũng như là đảm bảo doanh nghiệp nhập khẩu lợn an toàn dịch bệnh đúng theo quy định. Thời gian này, tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo tỉnh Quảng Trị, hàng ngày có từ 1.000 đến 3.000 con lợn được nhập về. Những thủ tục cần thiết đã được các đơn vị chức năng triển khai chặt chẽ. Qua cử chỉ của heo không có các triệu chứng lâm sàng của bệnh nhiễm thì tùy từng bệnh truyền nhiễm thì nó sẽ có các triệu chứng lâm sàng khác nhau. Nãy thì qua là mình nhận định nếu con nào mà có biểu hiện là mình loại ngay, mình không làm thủ tục nhập khẩu và mình sẽ xử lý ngay tại cửa khẩu. Nãy không cho bệnh xâm nhập vào Việt Nam. Theo quy định, số lợn được nhập từ nước ngoài về Việt Nam đều phải có hồ sơ kiểm dịch đầy đủ, trong đó có cả vấn đề tiêm phòng. Theo đó, để đảm bảo an toàn và hạn chế nguy cơ dịch bệnh trên gia súc, các ngành chức năng tại cửa khẩu luôn phải kiểm soát kỹ càng. Chúng tôi cũng quán triệt trong toàn bộ cán bộ công chức trong toàn đơn vị là thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật về hải quan. Bên cạnh đó là phối hợp với lực lượng kiểm dịch động vật là thực hiện là kiểm tra hàng hóa, cái số lượng hàng hóa cũng như là phối hợp với các lực lượng kiểm dịch để mà thực hiện kiểm dịch tại cửa khẩu. Chúng tôi cũng nắm bắt được tình hình này, tạo điều kiện thông thoáng cho các doanh nghiệp, đồng thời là kiểm soát chặt về cái lượng heo nhập về, đảm bảo về chất lượng, số lượng và đúng theo quy định pháp luật. Do việc vận chuyển lợn từ Thái Lan về nên cùng với đảm bảo các thủ tục thông quan nhanh chóng qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo thì các ngành chức năng cũng tăng cường kiểm soát vấn đề nhập cảnh để phòng chống dịch COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp trên khu vực biên giới. Tối qua tại Hà Nội đã diễn ra lễ tổng kết và trao giải báo chí 75 năm Quốc hội Việt Nam chào mừng 75 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam mùng 6 tháng 1 năm 1946, mùng 6 tháng 1 năm 2021. Sau hơn 4 tháng phát động, ban tổ chức giải đã nhận được gần 500 tác phẩm của 51 cơ quan báo chí, bao gồm các thể loại báo in, báo hình, báo điện tử, phát thanh, ảnh báo chí. Nhiều cơ quan báo chí trung ương và địa phương đã tham gia.
Qua cuộc thi cho thấy, các nhà báo, các cơ quan báo chí đã đặc biệt quan tâm viết về đề tài Quốc hội, trong đó có nhiều tác phẩm được hội đồng giám khảo đánh giá cao. Trong số gần 500 tác phẩm dự thi, ban giám khảo đã chọn hơn 90 tác phẩm tiêu biểu vào vòng chung khảo. Có 43 tác phẩm xuất sắc nhất được lựa chọn. Trình hội đồng giám khảo quyết định trao giải A, B, C và khuyến khích. Đài Tiếng nói Việt Nam vinh dự nhận được 2 giải thưởng, trong đó có 1 giải A và 1 giải khuyến khích. Chiều qua tại Hà Nội, Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020 là một năm dấn thân của các nhà báo VOV với rất nhiều tác phẩm báo chí tốt, phục vụ đắc lực công tác tuyên truyền, đồng thời khẳng định vị thế uy tín của VOV là cơ quan truyền thông chủ lực đa loại hình, đa phương tiện. Năm nay VOV có khoảng 250 đơn vị cá nhân đạt các giải thưởng báo chí, nhiều giải của các bộ ngành địa phương quốc gia. VOV cũng là một trong 4 cơ quan truyền thông của chính phủ đạt số lượng giải thưởng cao nhất. Đây là nguồn động viên khích lệ rất lớn đối với mỗi nhà báo của VOV. Tại hội nghị, Hội Nhà báo Việt Nam đã tặng bằng khen cho Liên chi hội Nhà báo VOV. Liên chi hội Nhà báo VOV trao giấy khen cho 9 tập thể chi hội xuất sắc bao gồm Ban Thời sự VOV1, Ban Văn hóa xã hội VOV2, Ban Đối ngoại VOV5, Báo điện tử VOV, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, kênh VOV Giao thông, Ban Thư ký biên tập, Cơ quan Thường trú Tây Bắc và Cơ quan Thường trú Miền Trung. Hình ảnh chân thực với màn hình 4K UHD. Bản quyền Android 9.0 mang đến nhiều tiện ích. Ứng dụng đa phương tiện VTC Now tích hợp sẵn trên thiết bị với kho nội dung bản quyền đặc sắc. Hệ thống âm thanh vòm lập thể sống động, mức giá hấp dẫn, chế độ bảo hành vượt trội, lỗi là lỗi trong năm đầu. TV thông minh VTC Now Rindo, sự kết hợp đầu tiên tại Việt Nam giữa một đài truyền hình và một hãng công nghệ mới. TV VTC Now Rindo, TV giờ đây đã khác.